Vâng, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube Gita của chúng em. Và số hotline của chúng em đang hiển thị trên tấm biển quảng cáo công ty chúng em, đó là 0963889192 và 0965503357. Và địa chỉ của chúng em đó là số nhà 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và video ngày hôm nay thì chủ đề của chúng em sẽ là trần. Và hôm nay trong cái video này chúng em sẽ test hai sản phẩm cùng một lúc. Đó là một đơn trầm của anh Bời. Đơn trầm của anh Bời, anh ở Dĩ An, Bình Dương. Anh có đặt bên Gita chúng em một chiếc xúc B3-2021 với giá xuất ra trong hóa đơn đó là 3.200.000 đồng. Và tiếp đến là quả anh Trung. Anh Trung thì anh ở tỉnh Gia Lai, cũng là một chiếc xúc B3-2021. Phải nói là 2021 đang được rất là nhiều các bác chơi lựa chọn. Ok, hình dáng đây, như hình dáng rất là đẹp đẹp, bắt mắt, đẹp long lanh luôn. Và cực kỳ sang trọng khi sở hữu cho mình những cái đường nét cực kỳ gấu như thế này. Bát mặt trước đen, một màu đen. Tông chủ đạo của dòng này sẽ là màu đen. Và bởi cái dòng này công suất cực đại nó sẽ lên đến 500W, nên chúng ta có thể đánh được cả chế độ đánh hơi nữa. Để chứng minh cho những gì em giới thiệu thì em sẽ tăng volume lên để chúng ta cùng cảm nhận nhé, cùng thẩm âm được cái chất lượng của sản phẩm. Ok, em đang test con này cho anh Bời nhé. Và nó vô cùng lực, riêng để dòng bát 30 được sở hữu 4 cò mà nguồn khủng như thế này thì cái khả năng chơi của nó trong nhiều tiếng đồng hồ, các bác yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái độ ổn định của sản phẩm nhé. Bời nhá, em đã test xong con của anh nhìn con màng bát này di chuyển rất là gấu. Con của anh đã ok. Con của anh đã ok thì em sẽ chuyển sang con bên của anh Trung. Nhân viên bên chúng em đang thao tác, anh chờ em một chút anh Trung nhá. Vâng, con của anh Trung đã bắt đầu hoạt động. Trước quả sẵn chiếc B3-2021 này sẽ là một tấm e căng lụa nhé. Các bác có thể nhìn khi chúng ta không muốn phơi bày cái mặt bát ra, chúng ta phải e căng như thế này vào để bụi bặm, để bảo vệ được màng bát bên trong. Còn chúng ta thích gấu, thích chơi gấu, chúng ta có thể bỏ màng e căng ra được. Ok, bây giờ em sẽ dừng video hai sản phẩm của anh đã test quá ok rồi nhá, của anh Bời và của anh Trung. Em sẽ dừng video đóng hàng cho anh. Và mọi chi tiết cho các bác khách hàng nào đang muốn tìm cho mình những sản phẩm về thiết bị karaoke, hãy liên hệ trực tiếp với tới hot số hotline công ty chúng em ạ. Và có điều kiện hãy đến bên công ty chúng em để trải nghiệm. Chúng em luôn luôn chào đón các bác đến với số 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.